Khi có một bạn inbox và nói với mình rằng hiện nay chiếc Meizu M14 Pro chỉ còn có 5 triệu mà thôi, anh lấy về review đi. Thật sự lúc đấy mình chẳng tin lắm vì con này lúc mà mình cầm trên tay mở hộp thời gian trước đang ở phân khúc tầm trung, ở cận cao cấp. Tuy nhiên thật không thể tin được, với một sản phẩm ở phân khúc khoảng 5 triệu đồng hiện tại, chúng ta có màn hình 2K, chip Exynos 5430 và mọi người sẽ có camera lên tới 20.7 megapixel. Và mình sẽ cùng các bạn đánh giá chi tiết sản phẩm này tại cửa hàng Lộc Mobile hiện nay đang bán với mức giá chỉ khoảng sấp xỉ 5 triệu đồng mà thôi. Thiết kế của chiếc Meizu MX4 Pro thì giống với mấy con Meizu hồi năm ngoái, chẳng có nhiều điều để chia sẻ với anh em lắm. Tuy nhiên, mình sẽ có hai thứ cần nhắc nhở các bạn. Đầu tiên là phải bảo vệ được cái cụm camera. Cụm camera này nhiều người sử dụng và nói rằng là sẽ bị dễ trầy xước khi để mặt bàn nhiều, tại vì cái camera này là thuộc dạng lồi lên. Và thứ hai là phần viền xung quanh của máy được làm từ kim loại. Đây là một điểm khác biệt giữa những cái dòng sản phẩm tầm trung giá rẻ so với một cái con thuộc dạng flagship như thế này. MX4 Pro có đường viền kim loại xung quanh rất sang và đẹp, có một đường diamond cắt nhẹ. Cảm giác khi cầm nắm sản phẩm trong tay cho cảm giác cao cấp hơn so với những con trước đây. Ở mặt trước của máy sẽ là màn hình lên tới 5.5 inch và có một điểm cộng đó là Meizu đã biết cách tối ưu hóa viền màn hình hai bên rất tốt. Viền màn hình mép của nó vô cùng mỏng, có lẽ là tầm với con LG G2 trước đây, siêu mỏng dính luôn. Thành ra kích thước 5.5 nhưng mà cảm giác rất là gọn nhẹ trong tay. Và phần trên và dưới thì hơi dày, đơn giản là do Meizu phải làm cân đối, bởi vì mặt trước chúng ta sẽ là một cảm biến vân tay. Cái cảm biến vân tay này sau khi lên Android 5.0.1 cùng với cái phiên bản Flyme OS mới nhất thì có hiệu quả tốt hơn. Đó là nó sẽ đóng vai trò như là một phím back giống như những cái con mới ra gần đây. Bên Lộc up ROM cho mình và mình thấy là công nhận là nó hiệu quả hơn. Và thậm chí cả tốc độ đọc vân tay cũng nhanh hơn. Khi chúng ta bấm khóa màn hình, bấm vân tay lên là hầu như là nó có thể nhận ngay lập tức được. Cảm giác rất là thích. Meizu MX4 Pro có màn hình hiển thị phải nói là cực kỳ đẹp. Sử dụng cái độ phân giải là 2K, chúng ta sẽ có màn hình với một độ điểm ảnh là hơn 500 ppi, tức nghĩa là vượt xa cái con số mà 300 được xem là tiêu chuẩn để cho màn hình sắc mịn. Màn hình này thì sẽ có góc nhìn tốt và độ sáng của nó khá cao, ra ngoài trời cực kỳ dễ nhìn. Với màn hình này hầu như không có bất kỳ điểm trừ nào và không có gì phải phàn nàn. Ở các trang web nước ngoài đánh giá về Meizu MX4 Pro cũng đều khen đầu tiên đó là màn hình vừa được tối ưu hóa viền mỏng và cũng như khả năng hiển thị đẹp. Tất nhiên mình sẽ có nhắc nhở các bạn là nó hơi thiên về tông ám vàng một chút chứ không trong trẻo theo tông ám xanh. Trên MX4 Pro thì nhà xuất này đã lựa chọn đó là vi xử lý Exynos 5430 thay vì chip MediaTek. Con chip này xuất hiện trên Galaxy Alpha và có thể nói với cái vi xử lý này cùng với 3GB khiến cho MX4 Pro chạy rất mượt. Galaxy Alpha ngày xưa mình dùng thì nó vẫn hiện tượng lag, có lẽ là phụ thuộc về giao diện khá nhiều. Bởi vì trên MX4 Pro thì giao diện của nó được tối ưu hóa tốt. Nói nhân tiện nói luôn cho các bạn thì trên phiên bản này, bản ROM mới nhất của Meizu đã gần như là định hướng về quốc tế. Chúng ta không còn thấy các dịch vụ Trung Quốc xuất hiện ở đây, đã có đầy đủ Play Store cho mọi người trải nghiệm, có tiếng Anh và các dịch vụ tiếng Trung hầu như là loại bỏ hoàn toàn. Và vì thế chúng ta có thể trải nghiệm một chút Meizu MX4 Pro có thể nói là sạch, tại vì không còn liên quan đến rau Trung Quốc nữa mà cảm giác thoải mái hơn rất là nhiều trong quá trình sử dụng. MX4 Pro ở đây thì mình có hai chế độ trải nghiệm mà mình muốn thử xem nó như thế nào. Đầu tiên là mình để chế độ Performance. Chế độ này đem lại cho mình hiệu năng rất ấn tượng, không có hiện tượng lag và giật, và chơi các tựa game nặng thì phà luôn. MX4 Pro hoạt động cực kỳ tốt. Thứ hai là mình chuyển sang nữa là về chế độ bình thường thì nó có thể sử dụng ngon. Tuy nhiên thì đôi khi cái cảm giác là mình chơi game nó chưa được ấn tượng cho lắm. Và cuối cùng ở chế độ tiết kiệm pin, chế độ này đem lại cho mình được lên tới 2 ngày sử dụng. Và với 2 ngày này, tuy nhiên bù lại là mình hầu như phải giảm thiểu việc chơi game, chủ yếu lướt web, Facebook, sau đó mình nghe, gọi, nhắn tin và chơi email. Thì các bạn thấy tùy chọn. Nếu ở chế độ tiết kiệm pin, 2 ngày có thể sử dụng tốt. Và nếu các bạn muốn chơi game thì bật chế độ Performance thì trung bình các bạn phải 1 ngày sạc một lần, buổi sáng sử dụng, sau đó đến tối sạc. Nhờ cột pin của nó cũng khá lớn, hơn 3.000 mAh cơ mà. Cột pin này khiến cho MX4 Pro sử dụng khá thoải mái. Trong quá trình mà các bạn bật 3G liên tục thì phần viền của máy nóng lên nhanh và rõ rệt, có thể tiếp cận và sờ rõ ràng ở bên tay chúng ta luôn. Phần khung kim loại như thế này mình cảm giác như giống sử dụng MX4 là máy nóng lên. Tuy nhiên thì vi xử lý Exynos này cũng đã là giảm nhiệt độ hơn so với mấy con chip Qualcomm rồi. Trên MX4 Pro về thời lượng pin, hiệu năng như vậy là được giải đáp cho các bạn. Vậy thì camera có tốt hay không? Đầu tiên thì thông số camera của nó là 20.7 bằng với con MX4. Tuy nhiên gần như là nhà sản xuất này đã có sự thay đổi một chút. Chất lượng chi tiết ảnh của nó là hơn hẳn so với MX4. Chi tiết thu được nhiều hơn, kể cả những vật nhỏ li ti con này vẫn lấy lại được. Với khẩu độ f2.2, khả năng chụp chiếu sáng của nó thì không ấn tượng lắm, nhưng nhà sản xuất này đã công bố là nó có khả năng chụp ảnh với ISO lên tới 1600, một trong những cái thông số có thể nói là cao nhất trên thị trường smartphone. Cho nên ISO cao thì bù lại là ảnh bị noi chứ có để làm cái trò gì đâu. May mắn thay trên MX4 Pro thì chúng ta vẫn có khả năng chụp ảnh thủ công. Ở đây với thời gian phơi sáng lên tới 20 giây, chúng ta có thể tùy chỉnh nó điều kiện chiếu sáng, mở thời gian màn trập lên lâu hơn và giảm ISO sẽ đem lại chất lượng ảnh tốt. Có thể nói là khả năng chụp ảnh của Meizu MX4 Pro là cực kỳ tốt trong tầm giá này. 5 triệu thực sự là
Có lẽ ngoài cái con Oppo Find 7 và cái con này ra thì khó có sản phẩm nào có thể bì kịp được camera của hai thiết bị. Và chúng ta có khả năng quay phim 4K lên tốc độ 30 khung hình. Đây là điều ao ước vì cái camera mà mình đang quay review cho các bạn ấy, quay Full HD chỉ được có 25 khung hình thôi. Vậy mà con này qua 4K cũng được 30 khung hình. Đây là điểm yếu chết người của nó lại là các bạn đừng nên quay 4K vì con này có bộ nhớ trong quá thấp, nó không có thẻ nhớ ngoài. Vậy hiện nay với phiên bản mà mình đang review cho các bạn ấy là nó chỉ có là 16GB bộ nhớ trong mà thôi. Các bạn quay 4K một lúc lập tức là hết bộ nhớ và hơn nữa là không có khe cắm thẻ nhớ ngoài. Bản 64GB thì hầu như không thấy trên thị trường và hơn nữa giá sẽ đắt hơn nhiều. Như vậy là mình hoàn thành xong bài đánh giá chi tiết về Meizu MX4 Pro. Tầm giá 5 triệu đồng thì thật sự con này hàng xách tay là một sản phẩm rất đáng cho mọi người lựa chọn. Màn hình 2K của nó cực kỳ đẹp và nó rất đẹp với độ sáng cao dễ nhìn ngoài trời. Và viền màn hình của nó quá mỏng và sexy luôn, chứ không phải là hiện tượng là làm giá viền mỏng đâu. Và hơn nữa sản phẩm này chạy nhanh, mượt mà và ổn định. Thực ra thì Meizu có cách tối ưu hóa giao diện riêng khiến cho con này mượt hơn chứ không sợ lag như Galaxy Alpha. Và lưu ý muốn mượt nhất phải bật ở chế độ Performance. Còn chế độ Power Saving sẽ cho các bạn thời gian sử dụng lâu dài nhờ một cục pin khá lớn. Camera của nó tốt và cả camera trước và camera sau đều có thể xét vào dạng xuất sắc. Tuy nhiên điểm yếu của sản phẩm này như mình đã nói, thứ nhất là nó không có tiếng Việt. Thứ hai là sản phẩm này của chúng ta lại có bộ nhớ trong chỉ có 16GB mà thôi. Và các bạn có thể tham khảo thêm giá bán của sản phẩm Meizu MX4 Pro và các sản phẩm Meizu khác tại cửa hàng Lộc Mobile. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.